Tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế, sáng 16 tháng 8, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc. Đây là trận động đất mạnh thứ hai xảy ra tại hòn đảo này trong vòng 24 giờ. Hiện chưa có những báo cáo ban đầu về thiệt hại từ hai trận động đất này. Theo giới chức địa phương, trận động đất sáng ngày 16 tháng 8 có tâm chấn cách thành phố Hoa Liên, thủ phủ của huyện này 34 km, xảy ra ở độ sâu 9,7 km. Trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc. Song nhà chức trách cho biết các chuyến tàu ngầm tại đây vẫn tiếp tục hoạt động nhưng với tốc độ chậm hơn. Thực tế là việc có hai trận động đất liên tiếp trong vòng 12 giờ không làm tôi quá lo lắng vì chúng tôi quen với nó rồi. Tôi không sợ, trận hôm qua tôi còn cảm nhận được, nhưng trận hôm nay thì không. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất trên xảy ra sau trận động đất 5,7 độ ngoài khơi huyện Nghi Lan hôm 15 tháng 8. Các cơ quan thời tiết đã cảnh báo về nguy cơ lở đất ở những vùng núi sau nhiều ngày mưa. Đài Loan nằm gần vị trí tiếp giáp hai mảng kiến tạo và thường hứng chịu động đất. Hồi tháng 4, huyện Hoa Liên cũng hứng chịu trận động đất lớn nhất trong 25 năm qua, khiến 9 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương.